nóc này, nóc hai, cứ bị tỉnh. Nóc ba, nóc ba này. Đáng lẽ nóc 4 nhưng mà thằng bên phải nó cứu rồi. Hai thằng bên trái bị nóc hết rồi. Thằng bên phải đang bị nóc 1. Bây giờ thằng bên phải sẽ cứu. Là còn hai thằng bên phải, nếu mình chạy lên nhanh mình có thể cân được hai. Cứ còn để nó cứu thêm thằng thứ ba là mình chết chắc. Quan 9 mạng. Mời mọi người uống nước nha. Tối nay mình bắn gắt quá các bạn ạ. Trưa nay 4 top 1 ạ. Tối nay thì đau đau đầu quá. Chắc là chúng ta phải lấy thêm vài top nữa cho bớt đau đầu mọi người nhé. Mọi người like share giúp Nam đi ạ. Ok. Chán quá. Ôi 200 sao, cảm ơn anh Đăng Việt nha. Cảm ơn Thu Uyên nha em nha. Có gì dầm ba cái game này, có gì đâu các bạn. Dầm ba game này top 1 lúc nào chả được. Ok, hai top 1. Trưa nay 4 cái là 6 cái rồi. Em ơi sợ vãi trưởng. Mình tính là top 1 một kill thôi, nhưng mà mình vẩy AVKM nó gắt thật sự, các bạn có công nhận không? Mình vẩy ốp ấy gần như là một viên là nóc, một viên nóc. Ít khi, tất nhiên vẫn có trường hợp mà mình vẩy mít, nhưng mà hiếm lắm. Mình đã vẩy ốp là chỉ có nóc thôi. Mình đã cầm ốp, mình bật ngắm lên là xác định là nóc rồi đấy. Xác định là thôi, đừng bắn làm gì nữa. Chuẩn bị kêu bạn đến cứu đi nhá. Hello anh Bùi Tường Nguyên nhá. Em đang dỗ em cực mạnh đấy, hôm trước là bỏ em ạ. Hẹn em là sắp tới là gặp em, chụp ảnh với em các thứ, rồi cuối cùng là đi Cần Thơ mất ạ. Chào Cao Việt Nam. Một à, em chào anh em 78 nha. Chào anh em 78 nha. Hello mọi người. Sao không bắn bản Vina Game? Mình không thích, có được không bạn? Được chết. Ước gì được chết á. Hello được nhá. Phi cơ很快就要起飞了, 各位特种兵.